Hi, xin chào mọi người, mình là mình đây, là một thành viên của Game Dev Club, cũng là ban giám khảo của cuộc thi Game Dev Hackathon 2022 vừa được diễn ra. Trước hết, mình xin chúc mừng tất cả các đội chơi đã hoàn thành xuất sắc sản phẩm của các bạn. Với cương vị là một ban giám khảo, mình không được phép tham gia cùng mọi người, và cho nên mình đã chơi một mình luôn, và cũng đã mần ra được một con game để góp vui cho mọi người. Và sau đây là quá trình mình làm ra con game đó, mời mọi người theo dõi nhé. Với chủ đề là nước, ý tưởng của mình là chúng ta sẽ có một cái băng chuyền truyền đi những lọ nước đến máy xử lý. Nhưng những lọ nước ban đầu sẽ rỗng và nhiệm vụ của người chơi sẽ là điều khiển các cái vòi nước để rót nước tương ứng vào lọ theo yêu cầu và chuyển đi tới nơi xử lý. Với ý tưởng đơn giản như vậy, trong một con game làm trong vòng 2 ngày, mình đã bắt đầu xắn tay áo lên và vẽ. Ở đây mình dùng Adobe Illustrator để vẽ những đồ họa cơ bản cho game thôi. Ở đây chúng ta sẽ cần một vài cái lọ nước với hình dáng khác nhau. Và tiếp theo là ống nước và một cái trục quay để mình mô phỏng được cái băng chuyền. Sau đó mình tạo một project mới trong Unity và bắt đầu tạo ra nước. Ở đây mình dùng Unity Particle System để mô phỏng hiệu ứng nước chảy. Và đây là thành quả của mình. Ở đây chúng ta sẽ có 5 loại nước khác nhau để người chơi có thể điều khiển. Tiếp theo là xây dựng ống nước. Ở bước này thì khá là đơn giản, chỉ cần bỏ ảnh của ống nước đã vẽ vô là được. Một vài giờ sau đó, mình đã setup được một gameplay cơ bản cho game. Chúng ta sẽ ấn vào cái ống nước để bật hoặc tắt chúng. Và sẽ có một cái băng chuyền ở dưới để truyền đi những cái lọ nước. Hiện tại thì chưa có lọ nước nào hết. Vì vậy mình lại vào editor, code sắp mặt cho tới tối. Và cuối cùng đây là thành quả. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành gần xong cơ chế game rồi. Ngày hôm sau, mình tập trung làm UI cho game. Trước hết là thêm con chuột tôi đẹp mắt cái đã. Và một vài hiệu ứng tiết chuột. Tiếp theo là mình làm một cái background cho game và một số tính năng khác. Và cuối cùng là làm thêm cái giao diện mở đầu cho game. Thế là xong. Và cuối cùng, sau 2 ngày vừa hoàn thành game vừa gác thi, mình đã hoàn thành được một con game gốc vui cho chương trình. May quá vừa kịp deadline. Hiện tại thì game của mình đã có mặt trên trang web ito.io. Mọi người có thể ủng hộ mình trên đây nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.